Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Đầu Câu Phi Nguyễn nha em. Hôm nay em lên cho em kỳ mới nha. Cái kỳ này kỳ 298 anh em ơi. Kỳ 298 thì hôm nay em có cho anh em là 1, 2, 3, 4 cái lô máy xét anh em ơi. Nó máy xét thì nó cũng hoạt động bình thường hết anh em. Nó chỉ lỗi với 1, 2 cái ô giật giật thôi. Hoặc mấy con máy nó cũ quá em đem vô bán xét thôi nè. Đó, rồi. Với con này con Caria này anh em. Con Caria này là con Caria của Nhật nè. Con bị sạc đạn nhẹ nè. Đó, mấy con máy này ok. Đó, với mấy con máy đó là mấy con máy tồn lại anh em, chứ mấy con máy hoàn về em lên thanh lý là cho anh em hết nha. Đó, dọn kho về lô mới anh em. Rồi thì mấy 1 2 3 4 4 lô máy xét nha. Còn hôm nay lên cho anh em 9 cặp cần. Đó. Rồi thì số điện thoại chốt đơn bên em đây là Đầu Câu Phi Nguyễn anh em. Zalo số điện thoại em để trên góc trái màn hình nè là 0779674370 anh em ơi. 0779674370. Kỳ đô cái này là kỳ 298 nha. Anh em mua hàng anh em nhắn là kỳ 298 và mã số anh em chọn nha anh em. Đó. Rồi. Thì em vô mã số đầu tiên cho anh em luôn nha. Đó. Mã số đầu tiên là mã số 1 nè. Lên cho em 4 máy nha. 4 máy cho anh em nè. 4 máy này thì nó 3 con máy. Có 3 con máy thì câu chắc máy câu fly nè. Nó với con này con Viking nha. Rồi. 4 máy nè. Combo 4 máy này nha. Em không tách lẻ nha anh em. Em chú ý nha. Cái nào em lên combo là em không tách lẻ. Rồi. Thì em lên từng máy cho anh em. Con này là con số 1 nè. Con số 1 nè. Đó. Rồi con này thì bật bình thường hết em, đó cái một bình thường đây, đó. Một chiều hai chiều nè, nói cho anh em đi câu bè rồi ha, đó, ok như nè, rồi một con này thì cũng y chang con đó luôn anh em, mà con này lớn hơn, con này size nó lớn hơn này, size nó lớn hơn, một chiều hai chiều cũng vậy thôi. Đó. Bật tắt tiếng kêu này nè. Rồi, tới con số 3 đây. Con này cũng y chang vậy luôn nè. Đó. Con cái nút bật qua cái nút từ từ để em coi. Đây, hai chiều nè. Đó, anh em bật lên là một chiều ha. Rồi ba con này. Rồi tới con thứ tư nữa, con Viking nè. Con này thì nó bị lung lay cái chân này nè, anh em thấy không? Nó cái chân nó bị lung lay ha. Rồi. Con này con đây qua Viking 44 nè, đây qua Viking 44 ha. Rồi. Thì nó chỉ vậy thôi nè. Lung lay cái giò. Nè, nút xả gần xả cước nè. Rồi, ok anh em. Con này hàng made in Thái Lan. Made in Thái Lan cho nè. Rồi, con này thì bị lung lay cái giò cho anh em nha. Hai chiều nè. Rồi, tổng cộng 4 con anh em ơi, mã số 1 nha. Mã số 1 tổng cộng 4 con này bị lung lay cái chân. Rồi, 4 con này thì em để cho anh em giá là 300.000. 300.000 anh em, 4 con này 300.000 nha. Đó. Cái này combo 3 máy này nè, lúc trước em đã bán 150 rồi nè. Đó, khách hoàn về cho em. Đó, em để lâu lắm mà hôm nay em đem thanh lý cho anh em luôn. Đó, tổng cộng 4 con này là 300.000. Rồi, ok ha. 4 con 300. Tiếp theo mã số 2 nè. Mã số 2 đưa cho em combo 5 máy nè. 5 máy này nè anh em. Rồi. 2 nè. 3 nè. 5 nè. Rồi, anh em chú ý em giới thiệu từng máy nha. Cái con máy này là con máy đầu tiên nè. Rồi, con lăn thì cũng ok thôi. Cối là cối nhựa nè, con này cối nhựa nha, mua pin xả tốt nè. Rồi, máy chạy cũng còn khá là ok ha. Rồi. Ta quay đổi trái đổ phải được anh em, con này mất cái nắp chụp ha, mất nắp chụp bảo vệ đây. Con này hãng Alpha Taco nè, máy in China nha. Con hàng Trung Quốc. Hai chiều nè. Con này ta quay gặp. Rồi, một con ok ha. Rồi tới con này. Con này là cái ngoại hình nó xấu nè. Con này ngoại hình nó xấu cho nên em đem vô em bán xét cho anh em luôn. Đó, con lăn cước đi anh em vệ sinh lại. Rồi, vệ sinh lăn cước là cái ngóc nó xét nè. Đó, nó xấu cho nên em bán xét cho anh em luôn. Chứ còn lại quay ok á. Rồi, ta quay con này, ta quay gặp anh em. Nè. Đó,
anh em tháo con ốc này ra là anh em đổi tay quay thôi. Con này size máy, nó size máy tương đương là 5.000 anh em, con này size 5.000 nha, con này size tương đương 5.000 cho anh em. Cước số 5 anh em sẽ vô 180m nha, cước 5 anh em vô 180m. Con này cối là cối nhựa luôn, cối là cối nhựa luôn. Đó, gạt cước ok nè, cối là cối nhựa size 5.000. Rồi ngoại hình xấu nha anh em, 1 triệu 2 triệu còn ok nè. Máy quay nhẹ mượt thôi, nó chạy quá đem vô bán xét cho anh em luôn. Rồi hai con nha, cái con số 3 nè, con này thì nó cối nó bị muối ăn nè, cối nó bị muối ăn nè, con này cối chắc chắn ở trong nó bị muối ăn luôn, lăn cứ thì còn đẹp nè. Rồi con này quay cực kỳ nhẹ mượt luôn nha, con này quay mượt lắm. Con này có cối kim loại nha, có kim loại, có ABS luôn, có ABS tao quay gạch nè. Đó, anh em vệ sinh tao quay lại. Đó, con này nói chung anh em tháo dây anh em vệ sinh lại nha. Đó, vệ sinh lại lên câu thôi. Con này hãng Okuma nè, máy in China nha. Con này gà tô máy 5.0 nè. Con này thông số là cước số 4 anh em vô 240, cước 570 nha. Con này xe máy tương đương là 5.000 cho anh em luôn. Con máy này nó có để chạy 5 mặt đạn cho anh em nè. Đó, 5 mặt đạn nha. ABS đầy đủ cho anh em nha. Đó, con này anh em vệ sinh sơ sơ là lên anh chơi thôi. Nói chung nó còn hoạt động ngon lành hết à. Rồi ta quay đổi trái đổi phải được nè. Rồi ba con này nha anh em, ba con này. Tới con thứ tư nè. Con này con spin nè. Đó, con này có kim loại luôn. In Korea. ABS luôn anh em, con này bị lai tay quay. Không, con này ta quay nó sơn lại anh em. Con này ta quay nó sơn lại chúng có lai, ta quay nó sơn lại đó. Sơn xấu ghê là xấu luôn. Đó, máy hoạt động ok ha. ABS nè. Nói chung nó xấu thôi anh em ơi. Con này nó xấu thôi chứ không bị gì hết đâu. Đó, hai chiều. Cái con này thì cái cối không biết có bị muốn ăn không coi. Không anh em. À có, cái chỗ này nó bị muốn ăn trong đây nè. Nó bị muốn ăn trong đó đó. Rồi, ok nè. Cái lưỡi gà để em coi, lưỡi gà không kêu. Để em coi nó còn cái lưỡi gà ở trong không nè. Để báo cho anh em cụ thể luôn. Cái lưỡi gà còn nè, cái lưỡi gà còn, nó bị khô dầu nè anh em thấy không? Dầu nó bị khô nha. Anh em về anh em nhả ngốc ra anh em lấy gợi vẫy anh em xịt vô là cái này còn kêu nè. Nó bị khô dầu chết cái này nè. Đó, cái này dễ xử lý thôi anh em ơi, nhả ngốc ra xịt gợi vẫy vô là xong. Đó. Rồi, con này ngon lành nè. Tao quay đổi trái đổi phải được nha. Con này size máy tương đương khoảng ngàn nè, con này sang ngàn. Con này sang ngàn cho nè. Rồi bốn con này nha, bốn con này. Con này con số 5 nè, con này in Korea luôn, Korea. Con này 3.000 nè, con này 3.000, con này quay hơi nặng, đó, con này quay nặng nè, đó. Vậy thì nói chung anh em xử lý thôi, mở ra vô dầu nhớt còn lại nè, con này quay nặng nha, anh em thấy cái tay chớn là biết nặng đấy. Rồi hai chiều nè, đó, nó bị khựng lại liền nè, đó, quay nặng nha. Nói chung nó không nặng mấy đâu nè, nó cũng khá là nhẹ nhưng mà nó khựng lại, nó khựng lại một chỗ nè. Có một chỗ nó thuận lại đó. Rồi ngoại hình con này khá là đẹp nè, nó bị nặng máy nè, con này bị nặng máy, lăn cước ok. Rồi 1 2 3 4 5 6 5 con em, 5 con này nha. 5 con này thì để cho anh em giá là 60.000 con đi, 60.000 con đi. 5 con này giá là 300.000 nha, 300.000 5 con này đó, 5 con này giá 300. Nói chung hai con kim loại này anh em dễ, anh em dễ sơ là đủ giá 300 rồi. Đó. Hai con kim loại nè. Rồi, mã số là mã số 2 giá 300.000. Mã số 2 giá 300 cho anh em nha. Mã số 2 giá 300. Rồi tiếp theo mã 3 cho anh em nha. Mã 3 là lên cho em là bốn máy nè. Bốn con máy thì bốn con máy kim loại nè, bốn con máy kim loại hàng nha. Nồi lòng có đá đó. Rồi, bốn con máy kim loại nè. Rồi anh em chú ý kỹ nha anh em sẽ báo gõ cho anh em mấy con này nha, anh em chú ý kỹ nha. Rồi bốn con này em lên con đầu tiên nè. Con này là con Made in Japan nè anh em, con này con hãng Shimano nha, con này Shimano IC1 nè, có kim loại đây, lăn cước Mobin đây nè, Mobin sống gà kêu nè, kêu ngon. Rồi cái con này để bị xào đạn nè, nói chung nó còn quay ok, bạc đạn khô dầu, khô dầu bạc đạn đó. Con này size tương đương khoảng ngàn thôi nè, con này size nhỏ nha, máy full kim loại hết, hàng gia băng nè.
cái con này anh em nói chung anh em về anh em để về anh em câu vẫn được, tại vì nó có tiếng kêu anh em, tiếng kêu một chiều nó sẽ ép cái tiếng tiếng sào này, nó có tiếng sào anh em nghe không? Đó, nó có tiếng kêu một chiều nè, nó sẽ ép cái tiếng sào nó lại. Máy người còn nhẹ mượt hơn em, máy còn nhẹ mượt, quay nhẹ lắm. Rồi một con nha anh em, con này xe 1.000 nè, đó máy là máy full kim loại hàng gia băng nha anh em, hàng Shimano. Rồi ngoại hình thì nó chốc sơn rồi nè, đó chốc sơn rồi cho anh em nè. Rồi ok anh em, một con nha, anh em chú ý kỹ nha, một con nè. Rồi tới con số 2. Con này á thì cái con của hãng Ryobi anh em, con của hãng Ryobi. Rồi gạt ngon nè. Rồi cái con này lừa dây cũng còn ngon. Để em coi nó lừa xét chứ không. Đây anh em, cái độ nó xét cái dưới này nè, nó xét ha. Nó ngang cối luôn, là cái gạt nó còn ok. Mobin nó mobin mất tiếng kêu nè, để em tháo ra em coi sao mất tiếng kêu đây. Nó xả được mà mất tiếng kêu. Rồi con này bị mất cái lưỡi gà luôn nè, bị gãy cái lưỡi gà rồi nha. Đó, anh em về bên em chế lưỡi gà được anh em chế. Anh em lấy miếng thép á, anh em giũa làm sao mà cho cọ vô đây nè. Cho nó cọ vô đây tại vì con ốc này nè. Nó anh em chế cái tiếng lưỡi gà được là anh em ok thôi. Con này mất tiếng lưỡi gà nè. Rồi, con này mất một bên tem, nói chung ngoại hình con này xấu nè. Nói chung con này ngoại hình xấu. Cái sườn nó hoạt động thì còn ok. Cái sườn nó hoạt động thì còn ok cho anh em nè. Một chiều nè, hai chiều nè. Đó. Rồi, ok nha anh em. Rồi, hai con nha anh em, con này sẽ tương đương 6.000 cho anh em nha. Con này sẽ 6.000. Sẽ 6.000 cho anh em. Cái này có thể nó bị lỗi cái này nè anh em. Cái gạt này nè, cái gạt nó có thể bị lỗi cái gạt này nè. Đó, hai con. Rồi, hai con anh em ơi. Con số 3 đây. Nói chung con này anh em về câu luôn. Con này về câu luôn nha. Đó, con này về câu luôn. Mất tiếng lưỡi gà nè, mất cái tiếng lưỡi gà trên tiếng mobile này anh em xả thì còn được nha. Đó, anh con này anh em xả được, mất tiếng lưỡi gà thôi. Rồi, hai chiều đây. Đó, con này nó có tiếng kêu vậy đó anh em. Con này nó có tiếng vậy đó. Con này con hãng Daiwa nè, Daiwa bus 3.000, con này sẽ tương đương 6.000, 7.000 cho anh em nha. Máy thì còn nhẹ mượt hơn em, nói chung anh em con này về anh em câu liền được. Nó không có vấn đề hết, nhưng mà em thấy xấu xấu, tiếng kêu kỳ kỳ quá em bán rồi, chính xác luôn. Đó, máy quay còn nhẹ mượt lắm anh em. Rồi, ok ha, ba con anh em. Cái con số 4 nè. Cái con này là con cối nông anh em, cối nông bullion chết nha. Con này còn hãng Daiwa nè, Daiwa. Đó, con này Daiwa Rocaster anh em, ST30H nha, máy chạy bạc đạn nè. Rồi, cái con này thì bị gãy cái giò nè. Đó, anh em về anh em gọt gọt cái giò nha, anh em gọt cái giò, anh em gọt cái. Nếu mà theo em anh em sẽ gọt băng băng cái cục gù luôn, băng cái cục gù ra luôn. Là anh sẽ gắn vô cần được, tại vì bây giờ nó còn díu nè, nó còn díu một chút xíu. Đó, nó còn dính một chút xíu ở đây nè. Anh em thấy không? Đó. Nó còn dính chút xíu ở đây. Đây, nó còn dính một chút xíu đây nè. Anh em về anh em gọt làm sao mà cho nó băng cái cục dù luôn nè. Anh em giũa là cho nó mỏng nha. Đó. Nói chung là em gợi ý vậy thôi. Còn anh em về anh em tính cái đường nào nếu mà anh em cảm thấy ok hơn á thì anh em làm. Đó, bị gãy một miếng giò đây nè. Cái chỗ lõm đây nè. Rồi, con này thứ hai á là bị nứt cái nắp. Con này bị nứt cái nắp anh em. Nhưng mà con này là cối nông bin chết, cái nắp này nó cũng không có quan trọng lắm anh em. Nó cũng không có quan trọng lắm tại con này không xả bin được. Rồi. Con này thì nó vậy đó nè, mình nứt cái nắp với cái giò nó bị gãy. Rồi ok ha, hai chiều cho anh em đây. Con này Gato máy 5.1 nè, Gato máy 5.1. Mặt đạn thì chắc chắn nó có chạy rồi. Đây qua. Lăng trước là lăng đá sứ nè, lăng trước là lăng đá sứ. Đó. Rồi tất cả thì còn lại ok thôi. Nếu mà anh em nào mà có con đây qua này anh em cần thay đồ, anh em lấy con này về anh em thay đồ luôn cũng được. Rồi bán combo 4 máy cho anh em nha. 4 cái máy này bán cho anh em giá là 500.000. Mã này mã số là mã số 3 anh em ơi. 4 máy thì giá 500 nha. 4 máy thì giá là 500.000 cho anh em. Mã số là mã số 3 nha anh em. Mã số 3 giá là 500.000 4 máy này. Anh em chú ý kỹ nha. 500.000 4 máy này. Tiếp theo mã 4 nè. Mã 4 tiếp tục là combo 4 máy cho anh em. Con hồi nãy là 4 máy là 4 máy nội đồng kim loại. Đó, thì có 4 máy này là 4 máy carbon kim loại nè, xe nhỏ. Rồi.
carbon kim loại xe nhỏ nha anh em. Đó, máy hãng Daiwa Shimano rồi nè. Hình như bốn con này full Daiwa luôn. Cái con này nữa, con Daiwa da băng nè anh em. Daiwa Super Sprinter nha, Daiwa Super Sprinter, thân cối carbon đây. Bobin sóng gà tốt nè. Gà còn ngon. Lăng cước thì còn đẹp cho anh em nha. Con này bị lỗi là rồi, xào đạn nè. Đó, xào đạn cho anh em. Rồi, về vệ sinh cái bạc. Nói chung bạc đạn còn xây đấy em. Con này chắc chắn là bạc đạn còn xây luôn. Nó chỉ bị khô dầu thôi. Anh em về anh em chích mỡ bò chích dầu vô nha. Đó, em dọn thôi em về đồ mới anh em ơi. Cho nên mấy con này thanh lý hết luôn. Đó, không có thời gian mà làm anh em. Cái giờ này em quay clip là hình như giờ này là 10 giờ mấy, 11 giờ khuya rồi nè anh em. Đó. Nói chung là không có thời gian làm nữa nè. Đồ nó về dồn liên tục. Cho nên mấy con nào mà mình cảm giác á, mình cảm giác là nó xấu hoặc là nó chạy xước nhiều, bỏ luôn đi nè, bỏ bán xác luôn. Đó, anh em nào mà có thời gian rảnh anh em về anh em mày mò ha. Rồi, anh em lấy về anh em xài. Rồi, con này xe máy là xe máy tương đương là để em khỏi sai nữa nè. Cước số 6 520 nè, cước 5 550 nha. Cước 4 anh em sẽ vô 190, con này xe máy tương đương khoảng 5.000 cho anh em nè. Đó, xe tương đương 5.000 cho anh em nha. Thân cối carbon, tao quay kim loại, tao quay gặp anh em. Rồi, tao quay đổi trái đổi phải được. Gato máy 3.8. Rồi, một con anh em, con này xào đạn thôi. Máy quay còn nhẹ nhàng nè. Cái con số 2. Con này mà in da băng luôn, con này hàng Daiwa luôn em. Con này Daiwa Long Sprinter nè, Daiwa Long Sprinter T850. Thân cối carbon luôn, thân cối carbon luôn em. Hàng này hàng da băng nha. Nuôi sống cái gà tốt nè. Gạt anh em, gạt ngon nha, lăn thì lăn đẹp nè. Rồi con này lý do sao bán xác nè, con này bệnh nó có bệnh nè. Thứ nhất là cái lẫy hai chiều nè, cái lẫy này anh em sửa dễ. Đó, cái lẫy này anh em sửa dễ. Nó có chấu trong đây nè anh em. Để em ra em lấy cái kìm em mở cho anh em luôn. Nói chung con này em làm lại cái lẫy cho anh em luôn nha. Đây anh em ơi, nó dễ hơn em. Cái chỗ này nè, cái này là em chỉ cho những anh em nào mà sau này á nó có bị tình trạng này á, anh em tháo ra này kiểm tra luôn nha. Thứ nhất á là nó bị khô ngóc rồi nè anh em. Nó bị khô ngóc nè, nó sẽ không đá vô. Nó sẽ không đá vô, nó sẽ không chặn cho anh em lại nè. Cái chỗ này là chỗ chặn nè anh em. Đó, cái chỗ này nè. Nè anh em thấy không? Con chó đá vô là chặn ngay chỗ này lại cho anh em nè. Đó, hồi nãy là nó bị khô cái dầu này nè em mới chích dầu vô nè. Đó. Nó dễ thôi anh em, cái lẫy nó dễ lắm. Mấy con máy này em cứ tháo đại đi. Anh em nhớ là anh em phải nhớ kỹ nha, nó nằm ở đâu nha. Đó. Giờ nó dính lại này nè, ok nha. Đó. Nó dễ lắm anh em. Nói chung không có gì khó đâu. Rồi, ok nè. Đó, ok ha anh em. Đơn giản thôi. Rồi, ok anh em ơi. Mấy cái này nó hơi mất thời gian nhưng mà sẵn tiện rồi em làm rồi em những anh em nào mà sau này có bị tình trạng đó em làm luôn là nó rồi, ok nha anh em. Đó, vậy thôi, hai chiều nè. Con này xào bạc đạn anh em, xào bạc đạn nhẹ nha. Cái lỗi nặng nhất đó, con máy là cái lỗi này nè. Đây, cái nắp cối này anh em, nó bị bể cái nắp cối nè, bể nắp cối đây đó. Cho nên khi anh em siết pin vô anh em sẽ siết không cứng được, em chú ý nha, kỹ nha, anh em siết vô không cứng được nha anh em. Đây em siết cho anh em coi thử nè, nó không cứng được, nó sẽ bị tuôn anh em. Đây đó, tới đây là nó cứng rồi nè, nó cứng nha. Ok rồi anh em, nó cứng rồi. Đó, ok anh em ơi. Rồi, được nha anh em. Được. Đó. Rồi, con này xào đạn anh em. Con này bị bể cái đó, nhưng mà anh em siết vô cứng là anh em vẫn câu được. Cái này là lực cá tầm khoảng 60kg là kéo nguyên thì ra không nổi đâu. Đó. Con này anh em về anh em câu lăn xê ngon lành. Rồi, ok nha anh em. Bộ pin vẫn xả, vẫn kêu bình thường nha. Rồi, gạt ngon nè. Rồi, con này thứ nhất duy nhất là bị xào đạn nhẹ thôi. Vẫn chạy ok bình thường.
Rồi, con này con số 2 nha, con này xe máy nó tương đương là khoảng cước số 4 200, cước số 5 150, con này xe máy bằng con đây qua là luôn nè anh em, hai con ngang chạng nhau nè. Đó, hai con ngang chạng nhau nha. Hai con. Ok anh em. Rồi, con này bản xét là quá ngon cho anh em luôn. Hai con nha. Cái con số 3. Cái con này con đây qua luôn anh em, đây qua tim lỗ máy China nè. Cái con này xe máy là xe 2000 nè anh em. Cước số 2 em 150 nè, cước số 3 em 100 mét nha. Để em coi cái con này nó bị gì. Gạt cước còn ngon nè. Lăn cước con này lăn, con lăn thì anh em vệ sinh lại thôi. Đơn giản thôi anh em. Đó, con lăn hơi gỗ gỗ tí nè, nói chung là anh em về anh em chà nhám lại sơ sơ là nó ok thôi. Mua pin đi nè. Mua pin sống với gà tốt nè. Mua pin sống với gà siêu tốt nha. ABS đầy đủ luôn. Con này quay im mượt luôn em, không có tiếng xào luôn. Rồi, cái con này không biết sao luôn. Sao mà bán xét đây. Để em câu ra cái nè. Cái câu nó bị muối ăn ủ gỗ nè anh em. Nói chung con này ngon, con này còn ok hết à. Mất cái đầu gầy dây thôi anh em. Đó, chỉ mất cái đầu gầy dây thôi nè. Tao quay cộng gặp ngon luôn nè. Rồi, ok anh em ơi. Riêng con này không 200 ngàn là xiền rồi. Anh em thấy không? Rồi, con này ngon nha. Đó, con này ngon nha anh em. Con này ngon. Đây qua 2000, con này anh em lấy về lua là thoải mái luôn. Em chỉ vệ sinh con lăn lại thôi là ok. Đó, con này đơn giản, chỉ vệ sinh con lăn là ok rồi anh em. Đó, ngoại hình thì nó có xấu nha anh em. Có xấu nha, có chày nha anh em. Nhưng mà cái mức độ nó chày rất là ít luôn anh em. Nói chung là nó còn khoảng 60-65% cho anh em á. Trong cái cối này anh em tháo ra là nó ít, muốn ăn ít lắm anh em. Tại vì có mấy đốm nè, có đốm này nè. Đó, có hai đốm thôi anh em. Rồi, ba con nha, con này ngon. Cái con số 4. Con này là một con đai qua luôn em, con này đai qua mấy China luôn, con này là con đai qua Sprinter luôn em, Sprinter, con này đai qua Sprinter máy đây. G3000 anh em, con này sẽ đai qua Sprinter G3000, con này là hàng xe 3000 luôn. Đó. Rồi có kim loại luôn, ABS đầy đủ nè. Cái con này nó bị lỗi, anh em nghe cái tiếng nè. Anh em nghe không? Đó. Cái nhông chiền nó bị khô dầu hay là gì em không biết. Đó, bóc ra nghe nó quay vậy. Rồi, đem bán xác luôn. Còn lại là quay còn vẫn nhẹ mượt nha, ABS vẫn đầy đủ nha anh em. Đó, anh em quay vẫn ok, vẫn nhẹ mượt bình thường nè. Nó chỉ có cái tiếng kêu đó, em nghĩ là có cái nhông nhông chiền ở trong đó nè. Nhông chiền trong đây nè. Rồi ok anh em, con này ngoại hình khá là sáng luôn. Rồi thì báo cho anh em bốn con này nói chung là còn ngon ngon không anh em. Đó, bốn con này nha. Thì em tính cho anh em bốn con này giá một con là nó 100 550 ngàn bốn con này anh em ơi. Rồi chốt giá 550 ngàn bốn con này nha. 550 ngàn bốn con này. Mã số này là mã số 4 anh em. Mã số 4 550 ngàn anh em. Mã số 4 550 ngàn. Rồi tiếp theo mã 5 nè. Mã 5 là lựa cho em một con Caria đây nè. Made in Japan. Con Caria này cối nhựa nè. Gạt ngon nè. Lăn nè. Lăn còn ok nha. Lăn còn sáng. Mua pin sống với gà tốt nè. Rồi con Caria này. Con Caria 2500 nha nè. Size máy nó 2500 luôn. Size máy nó 2500 luôn. Cái con Caria trong này bui muối ăn đây nè. Muối ăn xanh luôn nè. Rồi con này thì nó bị xào đạn nhẹ nè. Rồi bị xào đạn nhẹ cho anh em nha. Hai chiều đây. Đó, một con Caria máy in Japan. ABS đầy đủ cho anh em. Rồi báo cho anh em là xào đạn với trong phía trong này có bị muối ăn nè. Phía trong cối nha. Rồi vậy thôi anh em. Hai cái lỗi đó. Phía cái tay quay thì có bị gỗ nè anh em, bị nứt lằn nè. Ở trong nó còn cái điểm ở trong đó nè. Cái điểm cao su ở trong đó. Rồi con Caria là bán cho anh em 180 thôi. 180 ngàn con Caria này nha. Mã số 5 giá 180. Mã số 5 giá 180. Tiếp theo mã 6 nè. Mã 6 lên cho em con hàng này mã in Japan luôn. Con này hoặc con Daiwa luôn nè. Con này con Daiwa Gigan 2500 nha. Daiwa Gigan 2500. Xe máy 2500 luôn nè. Con này cước số 3 em 150 mét nha. Cước số 4 em sử dụng 100 mét. Gạt nè, ok nha.
con lăn thì còn sáng đẹp, lăn đồng thao sáng đẹp cho anh em nè. Mua pin sống với gà tốt này nè. Rồi cái con này bị muối ăn cái trên cối này anh em. Đó. Muối ăn trên cối nhưng mà cái cối anh em vệ sinh rồi. Đó, ra dây chân chu cho anh em ha. Rồi, còn vậy thôi nè. Con này hoạt động thì nhẹ mượt cho anh em nha. Máy chạy ngon lành. Rồi, hai chiều cho anh em đây. Rồi, máy ok nha. Núm tao quay núm gỗ nè, tao quay gập. Chốt chặn tốt nè. Rồi con này bán cho anh em 280 nha, 280 nha anh em ơi. Thôi bán cho anh em 250 thôi. Đó, 250 ngàn thôi anh em. Chơi chơi xả láng luôn. Mã số là mã số 6, 250 ngàn cho anh em nha. Đây chơi cho anh em xả láng luôn. Mã 6 giá 250. Con này ra tô máy nè. 1, 2, 3, 4, 4.5, 5 chấm. Con này ra tô tương đương 5 chấm cho anh em. Rồi, mã này mã là mã số 6, 250 ngàn. Mã 6, 250 ngàn. Tiếp theo mã 7. Mã 7 lên em con Daiwa nha, con Daiwa này, con Daiwa Civilin nè. Daiwa Civilin 500. Máy in da băng, con này xe máy tương đương 4.000 cho anh em thôi. 4.000 thôi nè. 4.000 thôi nha, con Daiwa nè. Rồi, con lăn đây anh em. Con lăn sáng ok cho anh em ha. Cối là cối carbon nha, thân kim loại, tao quay kim loại nè. Con này ngoại hình còn khá là đẹp. Sáng trưng. Đó, ngoại hình đẹp cho anh em. Rồi, xe máy 4.000, con Daiwa da băng cho anh em nha. Con này gà tô máy 3.8, một chiều quay có tiếng kêu nè, chốt chặn. Hai chiều cho anh em đây. Rồi, 280 ngàn, mã này. Mã là mã số 7 nè, 280 ngàn, xe máy 4 ngàn cho anh em nha, gà tô máy 3.8. Xe máy 4 ngàn cho anh em câu lăn xê, con ngâm sông, con ghe, con bè rồi nè. Mã số là mã số 7, 280 ngàn, mã 7 nha, 280. Tiếp theo mã 8 nè. Mã 8 thì em lên cho em con máy Shimano nè. Con này Shimano Biomaster nè. Shimano Biomaster 2000. Con này máy chạy 5 mặt đạn đây. Hàng này hàng giả băng 100% luôn. Hàng giả băng nha. Có để 5 mặt đạn đây nè. Rồi lăn cước đồng thao. Lăn còn rất là đẹp nè. Lăn rất đẹp nha. Bô pin đây. Sống lưới gà tốt nè. Gạt ngon nha. Máy hàng Shimano. Con này thông số là cước số 2 anh em vô 250, cước 3 anh em vô 150, cước 4 anh em sẽ vô 120m. Đó. Shimano Biomaster 2000. Con này em chú ý nè. Nhìn thấy cái cối không? Đó, quay cái cối sẽ bị lắc nha. Cái dòng này nó vậy đó anh em. Cái dòng Biomaster đời cổ nó vậy đó. Anh em có xài gọi anh em biết nha. Vô cần thì nó im đó anh em, vô cần nó im. Ok ha. Dòng này nó vậy nè. Đó, chốt chặn tốt nè, hai chiều cho anh em. Rồi, hai chiều ha, chốt chặn. Con này ta quay anh em gặp lại anh em dẫn nút này ra nè. Anh em dẫn cái nút này ra anh em sẽ gặp ta quay được. Đây nè. Đó, anh em dẫn cái nút này ra. Gặp ta quay vô. Còn anh em câu thì anh em để ngay khớp này anh em siết lại thôi. Anh em siết cho cứng lại nên em câu thôi. Rồi, ta quay đổ trái đổ phải được, tháo nút bảo vệ đi ra sẽ đổi ta quay được anh em. Nó có một ốc ở trong nha. Đó, có nó con ốc ở trong nè. Anh em đổi tháo ốc thì ra là anh em đổ ta quay được. Rồi, mua bên sống ra tốt, máy kim loại. Thân carbon, ta quay kim loại. Hàng đời cổ cho anh em. Rồi, con này bán cho anh em giá là 300 ngàn thôi. Mã 8 giá 300 cho anh em thôi nha. Mã 8 giá 300 thôi. Mã 8 giá 300 ngàn. Tiếp theo mã 9 anh em. Mã 9 con Ryobi da băng nha. Con Ryobi máy da băng nè, con Ryobi Carbonate nha, gato máy 3.9. Con này hàng da băng nè, lăn cước và lăn đá sứ cho anh em nha. Mua pin sống với gà tốt cho anh em nè. Rồi, gạt cho anh em nè. Rồi, máy chạy nha anh em. Rồi, máy chạy ok. Con này xài tương đương chắc tầm 6.000 đó nè. Đây con này cước số 6 anh em vô 160 nha, cước 5 anh em vô 200, cước 4 anh em vô 250, xe máy 6.000 anh em. Mua pin sống với gà tốt. Đó, carbon nha, thân carbon ta quay kim loại cho anh em. Đây carbon anh em. Rồi, máy hãng Ryobi nha anh em, Ryobi da băng, gato máy là 3.9, xe máy 6.000. Tổng thể ngoại hình con máy cho anh em đây. Đó,
còn khá là sáng đấy này. Hai chiều quá này, hai chiều. Mã này mã số là mã số 9 nè. Mã 9. Rồi con này bán cho em giá là 300.000 luôn nè, mã 9 giá 300 luôn. Đó, nói chung hôm nay xả là xả hết luôn em ơi. Mã 9 giá 300 nha. Mã 9 giá 300.000 cho em. Rồi tiếp theo mã 10 nè. Mã 10 lên cho em con Golden Cup nè, Golden Cup G40, con này clip trước có lên cho em rồi. Đó. Thì con này Olympic anh em, Olympic da băng nha. Cái con lăn cho anh em nè, con lăn còn sáng nha. Đó, phía trong này thì cũng bị muối ăn, mừng mà con lăn ngộ ok nè, lăn còn sáng chưng à. Bobin nè. Sóng kêu gian nha, kêu gian kêu lớn. Cái con này nó bị muối ăn cái chỗ này, hoặc là nó bị mẻ chỗ này anh em, bên bển họ gọt lại nè. Đó, họ gọt lại chỗ này cho anh em nè. Ra dây là đi luôn anh em, nó không có máng, không có dướng gì lại đâu đây chứ, đảm bảo với anh em luôn. Đó. Nó ra là nó đi luôn, không có máng, không có dướng, không có bị gì hết. Rồi, size máy con này size tương đương 6.000, máy full kim loại Golden Cup, máy chạy 2 bạc đạn đây. Hoạt động thì ok anh em ơi. Con này nói chung là lực anh em, nói chung là con này lực nha. Golden Cup, anh em là có xài gọi anh em biết con này lực nha. 6.000. Đó, cho anh em đi câu ngâm xong nha, anh em đi câu ngâm xong nè, anh em đi câu lăn C. Đó. Lăn ngâm xong lăn C, con này quấn mặt bãi anh em quấn khá ok. Có đình cúp nè. Hai chiều đấy. Máy chạy rất là mượt nha, rất là mượt luôn. Con này thì hỏng em bán cho em giá là 280.000 nè. Để em đôi gato coi. 1 2 3 4 4.5. Con gato máy tầm 4.5 anh em ơi, 4.5 nha. Hỏng bán 280 hôm nay giảm cho em 250 thôi. 250.000 con này thôi. Rồi, nó có bị lỗi chỗ này nè nè. Lỗi chỗ này thôi. Mã số này mã số 10 250.000. 250.000 mã 10. Tiếp theo 10 mã 11 đó nè. Mã 11. Con này là con đai qua nè, con đai qua này, con đai qua 11 11 Nova, máy chạy 2 mặt đạn đây, máy in USA nha. Đó, máy in USA. Máy full kim loại nè, máy full kim loại nha. Lăn cước còn đẹp cho anh em nè. Rồi, con đai qua. Đó, con đai qua. Con đai qua máy in USA anh em, đai qua Mỹ nha. Mua bên sống gà tốt nè, gạt ngon nè. Rồi, hai chiều cho anh em đây. Máy có xào đạn nhẹ nè, máy có nghe tiếng xào nhẹ nha. Nói chung cái dòng này, cái dòng rất là xưa cũ anh em ơi. Rất là cũ luôn rồi. Đó. 12, cước 12 anh em dương 140, cước 10 anh em dương 165, cước 8 anh em sẽ vô 200, cước 7 anh em vô 245 nha. Con máy thì xe máy tầm khoảng 8.000 cho anh em á. Nó thằng 8 ta khoảng 8.000 đây. Máy full kim loại cho nên yêu cầu nó chạy mượt, nhưng mấy cái dòng đời cao này nó không mượt nổi đây anh em. Cái dòng này nó như vậy, cái giá trị sưu tầm nó nhiều hơn đây, cái giá trị sưu tầm nó nhiều hơn cái con này. Nói chung anh em câu, anh em bắt cá, anh em câu đi câu bè, anh em đi câu câu sông rồi anh em bắt cá tầm khoảng 4-5 kg, 5-6 kg anh em bắt phải ghe con này thôi. Đó, đó. Máy còn rất là mượt thôi. Rồi đây, đây qua kỷ niệm 11 năm ha. Cước mưa cái này hỏi mình bán cho em 500 nè, hôm nay con này để cho em giá 400. Đó, mã này mã số là mã số 11. Giá 400.000 cho em con đai qua này, con đai qua là tao quay xí cốt nha nè. Đó, tao quay xí cốt cho anh em nha. Đó, tao quay xí cốt nè. Mã này mã 11 giá 400.000. Rồi, tiếp theo mã 12. Con 12. Rồi con này khách hoàng về cho em đây, Olympic đây. Olympic Power 100 nha, Olympic Power 100. Máy full kim loại cho anh em nha. Đó, máy full kim loại. Rồi, cốt cho lực cho bá nha. Con này nói chung là nó lực đó anh em, nó lực đó. Rồi, anh em nào thuận tay phải thì lấy con này giùm em nha. Nói chung là quay ngon anh em.
quả hình thì nó khá là độc đó, nó on earth cũng khá là độc nè, on earth thì khá là ok, khá là độc luôn. Rồi máy chạy đây đó, hôm có hai ba anh hỏi lần này nhưng mà anh lại khách đặt thì không không có nhận anh em. Con này size nó tương đương là khoảng 9.000 10.000 cho anh em nha. Con này size lớn anh em, con này nặng chịch luôn á. Con này chắc khoảng 650 700 g anh em, con này. Chắc khoảng 650 g. Nặng lắm. Rồi cho anh em đi câu đó, cho anh em đi câu ngâm xong nè. Đó. Con này ngâm xong được nha, quấn bạc bãi cũng được luôn. Đó. Nói chung con này về anh em sưu tầm, cái giá trị sưu tầm nó cao. Còn con này tay quay là tay quay chết bên phải anh em nha, chú ý nha anh em, tay quay chết bên phải nha. Con bích hàng da băng, nút on on off đây, một chiều nè, chốt chặn nè, nút off nè, đó hai chiều cho anh em. Máy full kim loại, có cốt cho lực cho anh em, dòng đời cũ. Con này con cũng tay quay ship cốt nè, đó ok nha anh em, tay quay ship cốt cho anh em. Rồi ngoại hình đây nè, gato máy này nha, con này khó gò đó, khó đo gato dữ nè, một hai ba bốn, con này gato máy tương đương tầm khoảng 4 chấm cho anh em nha, 4 chấm. Hồi hổm con này giá bán cho anh em là 480 nha, hôm nay để cho anh em giá 400 luôn đó, 400.000 luôn nè, con này 400.000 luôn. Rồi con mã này mã số là mã số 12 anh em, giá 400.000, 12 giá 400. Tiếp theo 13 nè, rồi 13 con này là một con máy của hãng Olympic luôn em, Olympic CX93 nè, con này chết tay phải luôn, máy tay phải luôn nè, máy tay phải luôn. Rồi con này mua pin chết nè, con này mua pin chết nha, đó mua pin chết cho nè, con này mua pin chết nè, đó thuộc dạng có nông đó nè, con này thuộc dạng có nông mua pin chết đó. Đó, máy là thuộc dạng có nông mua pin chết ha. Rồi phía trong của nó đây nè, đó phía trong của nó đây, đó cốt trợ lực chà bá cho anh em luôn nha, con này có cốt trợ lực chà bá luôn cho anh em nè, đó. Để em coi em gắn cái này vô coi nó có cái xả mô pin được không nè. À cái này không được hết, phải có cái này mới được. Rồi ok nha, cái này nó có xả được nè anh em, để em nghiên cứu coi sao. Cái này thì nó xả được nè, đó anh em nghe tiếng xả không, cái này nó xả được, sao gắn cái này vô xả không được ta, đó gắn cái này vô thì không xả được ha, để em nghiên cứu coi không được nè, sao cái này nó xả được ta. Đó. Đó cái này thì xả được đây. Lạ anh em, ngộ ha. Nó phải có một cái gì đó đó anh em. Nó thuộc cái gì đó mà nó xả được đó anh em. Hay là ngay khớp rồi nó xả không? Không được nè. Chả hiểu luôn em ơi. Đó, nói chung là ở dưới xả được, ở trên xả không được nè anh em. Bực ghê ha, đó rất là bực. Con này nếu mà anh em nào mà có gành á thì anh em khai sáng của em ha, anh em nào mà có gành thì anh em vô clip anh em comment giùm em cái nha. Đó ở trên xả được, ở dưới xả không được đây. Rồi nó vô đây thì nó xả không được luôn anh em, nút này để đặt cái nút này cái, rồi không được luôn anh em, nó ngoài nó xả được, ở trong nó xả không được. Rồi con này chết tay phải luôn anh em, thông số của nó đây, con này là máy chạy hai bạc đạn cho anh em, cước số 2 anh em sẽ vô là 200 cộng 15m nha, cước số 3 anh em sẽ vô là, nó có để cước số 2 không anh em, cước số 2 anh em vô 200 cộng 15m nè. Con này gato máy là 4.18 nè anh em, 4.18 Olympic CX93 ES93, lăn cước lăn đá sứ nè, đẹp ha. Rồi ok anh em ơi, cái nút này á thì là cái nút gài cấu cho anh em nè, anh em quay không được nha. Đó, anh em bật là anh em cứ ngắt nè, đó nó chỉ quay được chậm chậm như thế này anh em, đó cho anh em mà đi câu anh em phá máy lại á, đó cái này là chế độ phá máy nè, em bật ra thì quay bình thường đấy.
Rồi máy chết tay phải luôn em, thân cối là thân cối carbon nha, thân cối carbon tao quay kim loại nha, tao quay cũng siết cốt nha. Đó, tao quay siết cốt, máy quay thì nhẹ mượt thôi nè. Ngon lành. Cái con này hổm nhớ bán cho anh em như giá cũng 400 mấy. Thôi để cho anh em con này giá là 400 luôn, 400 ngàn luôn em. 400 ngàn luôn nha, mã này mã 13 giá 400 nè. 13 giá 400 cho anh em luôn nha. 13 giá 400. Rồi, 13 giá 400, tiếp theo mã 14 anh em. 14 lên cho em con cối nông nha, con cối nông nguyên chết. Con này con Shimano nè anh em. Shimano là Shimano Shimano Super Aero nè, Shimano Super Aero GT5000. Đó, GT5000. Hàng giá băng nè. Shimano. Rồi, cái con này thông số của nó anh em, để em coi thông số coi. Gia tô máy 3.8 anh em, gia tô máy 3.8 cái thông số gì để đâu ta? Đây anh em. Cước số 2 anh em sẽ vô 300 nè, cước số 3 anh em vô là 200m. Đó, Shimano Super Go. Con lăn đây nè. Con lăn ok nha. Lăn sáng chân ok nè. Rồi, thân cối carbon nha, thân cối carbon tao quay kim loại. Rồi, một con cối nông, mobile chết. Cho nên muốn bạch bãi lăn xe biển nè, anh em muốn ba tiêu nha. Đó, anh em câu móng cầu, anh em câu gần đá đâu. Đó. Anh em dính là anh em lâu luôn, không cần xả mobile gì hết. Vì xã hội nó sẽ lau xuống mấy cái kẹt đá anh em không bắt được ha. Đó, cái ý nghĩa là vậy anh em. Rồi, ok nha, ta quay đổi trái đổi phải được anh em. Một con Shimano Super Ego. Con này thay sao cái thay nó bự anh em, cái thay nó bự lắm. Cái thay này chắc khoảng 10 ngàn á, thay bự cho bá luôn anh em. Thân bự cho bá luôn. Rồi, cái tô máy 3.8, con này mã số anh em ơi. Mã số con này mã là mã 14 nha, 14. Đó, hình có xước xác nè. Ta quay cũng có bị chóc sơn nè. Rồi 208 luôn anh em ơi. Con này 208 thôi nha. 208 thôi. Mã này mã số 14 208 nè. Đó. 14 280 ngàn anh em. Rồi lên tới cần cho anh em nha. Rồi hôm nay thì cần đủ đủ size đủ giá hết nè. Đủ size đủ giá cho anh em hết. Rồi hôm nay là đa số là rút lóng ngắn nè, có hai cặp cần rút lóng dài thôi. Cái cặp này máy 65 cho anh em nè, hai cây máy 65 nha, cái dàn khoan đây nè. Dàn khoan này nó xấu, nó bị tan nè. Đó. Anh em thấy không? Dàn khoan nó bị tan nha. Rồi, em rút ở trong ra cho anh em. Ở trong thì lóng liếc không dập không gãy nha, không dập không gãy cho anh em. Anh em yên tâm với dàn khoan tan này nè. Là phía trong nó có đá sứ. Nó có đá sứ là chắc chắn nó không hại dây anh em nha. Chắc chắn là không hại dây nha, tại vì nó vô đá sứ là chắc chắn là không hại dây cho anh em. Rồi, cặp này cho anh em đi câu để em coi kìa. Một cây độ cứng tương đương là 20, một cây độ cứng tương đương là 25. Cây 25 này nè, khá là cứng. Cái cây độ cứng 20 nè, nó dịu hơn đây nè. Đó. Rồi, hai cây máy 65 hết nha nè. Rồi, lóng liếc hoàn thiện nha, không dập không gãy nha. Rồi, cặp này giá bán cho anh em là 200 ngàn. Thu gọn lại cho anh em là tầm khoảng 43 xăng. 43 xăng cho anh em, mã số 15 giá 200 cho anh em nha, cán là cán mút, fan bát là bát dặn. 15 giá 200 ngàn. Tiếp theo 16 là cho em cặp cần lua. Đó, về cho anh em đi câu lua. Cặp cần này cặp cần lua 1m8 anh em, 1m8 nha. Đó, cây trên là cây Avanci Marine nha, cây hãng Marine, cây Footbuck nè. Cây ở dưới là một cây Wood Ender Mini Buck 1m8. Độ dài 1m8 này mà in China. Đó, hai cây cần lua cho anh em. Vậy cho anh em lua cá lóc. Đó. Rồi, cái dàn khoan cặp này đẹp nha anh em, dàn khoan cặp này còn đẹp nha. Đó, có cây ở dưới nó bị muối ăn ở trong đây nè, nhưng mà thì có đá sứ hết cho anh em á. Đá sứ hết. Rồi, cây trắng thì đẹp thôi, cây trắng này rất là đẹp. Rồi, ra cần cho anh em, cặp cần lua 1m8. Giờ cho anh em câu lua máy đứng nha, cặp này lua máy đứng nè, lua máy đứng nha. Cặp cần lua thì tính chất nó là cái đọt nó sẽ có độ nảy. Đó, độ nảy nó rất là cao, đặng cho anh em búng mồi nó ra xa nha. Đó, cái cặp này thì độ cứng nó tầm 20. Đây. Đó, anh em thấy độ nảy không? Đó, độ nảy cho anh em nè. Đó, tính chất là vậy anh em, cho nó quăng mồi nó ra xa đó nè. Rồi, hai cây cần lua cho anh em. Lua là lua máy đứng nha, lua máy đứng. Hai cây 1m8.
Rồi, bát là bát dặn ở trên xuống cho anh em nè. Bát là bát dặn ở trên xuống. Rồi, ok như này. Hai cây thu gọn cho anh em là 20, 40. 20, 40, nó tầm khoảng 45 xăng cho anh em. Cặp này thu gọn tầm khoảng 45 xăng. Cặp này mã số là mã số 16, giá 250.000, 250.000 cho anh em, mã số 16. 250.000, đó, mã số 16, 250.000. Tiếp theo mã 17. 17 em lên cho anh em cặp cần 1m8 nè. Đó, 1m8 cho anh em, hai cây. 1m8. Rồi, kén là kén mút luôn, bắt là bắt dặn cho anh em ha. Vàng khoen cặp này thì còn đẹp. Sáng. Còn sáng nha anh em. Sáng lắm, sáng trưng luôn. Đó, còn sáng cho anh em nha. Thì cái cặp này ở trong ok nè. Rồi, cái cặp màu có màu đỏ đỏ nè anh em, cái cây có đỏ đỏ trước nha. Độ cứng cái này tương đương là khoảng cứng hơn 15 tí nè. Cái cần trắng này. Hai cây độ cứng tương đương nhau nha. Hai cây độ cứng sẽ tương đương nhau cho nè. Đó, nó cứng hơn 15 tí. Thì cái này anh em tải chì tới mồi tầm khoảng 40 gram là ok. Cho anh em về anh em đi câu tôm nha. Đó, anh em đi câu tôm được, anh em đi câu mực được. Đó, anh em đi câu cá mè được. Nói chung cá tầm khoảng 1 kg, 1,5 kg, 2 kg là anh em dìu được nha. Đó, khoảng 1,5 kg, 2 kg là anh em dìu được. Đó, cho anh em đi câu tôm đồ, anh em đi câu mực đồ nha. Đó, tới mùa tôm rồi anh em, tháng nữa anh em đi câu tôm được rồi. Nước trong là anh em đi quýnh tôm được rồi đó. Những anh em nào ở miền Nam mình á. Đó, còn miền Bắc thì em không có quýnh tôm ở chảnh bao giờ, cho nên không có gành anh em ơi. Đó. Còn em thì em ở miền Nam thì quýnh tôm thì là nước trong anh em, nước trong nha. Sau khi nước đổ về rồi đó anh em. Tới mùa nước đổ về rồi á, nước sẽ đục. Nó trong là để anh em quýnh tôm dừa. Tầm khoảng tháng nữa anh em quýnh ngon. Rồi, cái cặp cần này 1.8, mã số này là mã số 17 nha. Mã số 17. Cặp này thì em bán cho anh em giá 280 nè. 280.000. Thu gọn cho anh em nè. 20, 40, tầm khoảng 45 xăng cho anh em luôn. Đó. Cặp này mã số là mã số 17, giá là 280. Đó. Thì có một anh ở hình như ở Thái Bình hay là ở Bắc Giang gì đó. Nói trên miền Bắc vẫn có tôm nha nè. Đó, vẫn có tôm. Nhưng mà ở đó mình không có câu ấy, mình câu đi câu suối anh em. Nó đi câu tôm suối gì đó. Hoặc là đi câu tôm ao quang. Thì ở chảnh thì mấy anh có tâm sự là nói là tôm chảnh ít thôi nè, chứ không phải là nhiều như đây. Đó, đi câu lâu lâu mới dính được con hai con thôi, mà tôm chảnh tôm bự nè, tôm càng không à. Vẫn có tôm càng xanh nha anh em, vẫn có tôm càng xanh ở trên miền Bắc mình nha. Đó. Rồi cái cặp này quên anh em, lo nhiều chuyện. 1m8 anh em, cặp này 1m8 luôn nha. Đó, một cây là mấy cây mini compact anh em, mini compact tackle DX 1m80. Còn cây này là cây Bắc Ba anh em, 1m80, máy Inchina. Rồi hai cây 1m8 nha. Đây cái dàn khoen cặp này cũng đẹp luôn nha anh em, cũng đẹp luôn. Đó, khoen rất là sáng. Rồi phía trong thì cũng có đá sứ cho anh em hết à. Rồi cái cặp này nè, để em coi độ cứng cây trắng trước nha nè. Cây trắng độ cứng khá nè, cây trắng độ cứng ngon tầm 20. Cây đen nó sẽ dịu hơn tiếu, tầm 18. Đó, cái cây đen nó sẽ dịu hơn cây trắng một chút xíu. Cái cặp này á, thì anh em thì đi quýnh tôm được, anh em đi quýnh mè được, anh em đi quýnh mực. Quýnh mực cũng được, quýnh mực cũng được luôn. Cây này em nên quýnh lăn xê cũng được luôn, anh em quýnh lăn xê mồi khoảng 50g là quýnh được nha. Đó. Rồi, cái này thì anh em tải chì tới mồi tầm khoảng 50g là quay đầu là ok. Nó có thể tải hơn nữa, em báo đó là em báo cái chỉ số mà cho anh em bảo vệ cần anh em ok á. Chứ anh em tải khoảng 60g, 70g là anh em tải ok thôi. Nhưng mà cái mức độ an toàn của nó tầm khoảng rơi khoảng 50g đó nè. Cái trắng này hãng OGK nè, OGK là hãng ok đó nè. Bắt là bắt dặn nha. Rồi, cặp này 1m8 anh em, dàn khoen khá là ok. 20, khoảng 45 xăng luôn. Cái cặp này bán cho em giá 280 luôn nha. Đó, cái cặp này thì dàn khoen nó tương đồng với cặp kia nè. Đó, nó còn sáng. 280, mã này mã số là mã số 18, 280 nè. Tiếp theo 19. 19 cặp cần lô tiếp tục anh em. Tiếp tục một cặp cần lô, cặp này dàn khoen ơi, đẹp quá anh em.
Rất là đẹp. Đẹp quá. Xén chân như này. Đó. Phía trong thì có đá sứ cho em hết. Rồi cái cặp này 1m8 thì cái cặp này quá quen thuộc với em mà. Hai cây tải mồi tầm tải mồi là từ 5 tới 20 gram nè. 5 tới 20 gram. Cái này em búng mồi được cực kỳ xa luôn tại cái độ dịu của cặp này nó dịu lắm đấy nè. Đó, cặp này nó dịu lắm. Độ cứng tương đương 15 cho anh em thôi. Cái cặp lô trước á là nó cứng tương đương 20. Cái cặp này nó sẽ dịu hơn, độ cứng tương đương 15 cho anh em thôi. Đó. Đây anh em. Nó dịu hơn cái cặp hồi nãy nha. Cái này anh em quýnh tôm ngon luôn anh em. Cái này quýnh tôm ngon lắm tại vì độ dịu nó dịu anh em. Đó, quýnh tôm quýnh mực được cũng được. Quýnh tôm quýnh mực là ok nha. Rồi, ngon lành. Hai cây quyền khoen đẹp luôn. Quyền khoen đẹp luôn, tải mồi tải chì 5 tới 20 g. Nó lua là từ 5 tới 20 g đó nè, 20 40 tầm khoảng 40 45 cm nè. Tầm khoảng 45 cm luôn. 300 cặp này nè mày, mã số 19 300.000. 19 300.000. 19 300 cho anh em. 19 300 cho anh em nha. Tiếp theo mã 20. 20 là cặp này có độ dài 1m65 anh em, 1m65 nha. Đây, hai cây 1m65 đây. Đó, cái cây này bị chóc chóc cái tem nè. Chóc chóc cái tem cho anh em ha, 1m65 hai cây. Cặp này dạng khoen cũng còn đẹp luôn anh em. Có một hai khoen nó tan nè, một hai khoen nó tan cho anh em. Khá là đẹp. 1m65. Rồi, ra cần cho anh em. Hai cây này độ cứng tương đương tầm 20 cho anh em nha. Hai cây độ cứng tương đương nhau. Tương đương nhau cho anh em. Cán là cán mốt nè, bát là bát dạng. Đó, cán mốt bát dạng nha. Hai cây độ cứng tương đương 20. Lóng thì đẹp thôi. Diện khoen thì đẹp cho anh em ha. Rồi hai cây này thu gọn tầm khoảng 43 cm cho anh em nha. Tầm khoảng 43 cm, hai cây thu gọn bằng nhau nè. Nè, 250.000 cặp này nha anh em. Đây mã số 20 250.000. 20 giá 250.000 cho anh em. 21. Cặp này mét 65 luôn em, cặp này mét 65 luôn. Cái dạng khoen đây. Cây này dạng khoen thì nó tan hơn cây nản tí nè, nó tan hơn cây nản tí nha. Nó sẽ bị tan nhiều hơn. Rồi, 1m65 cho này. Hai cây. Rồi, em ra cần cho nè, cây màu xanh trước nha. Cây màu trắng thì cứng lắm nè, hai cứng tầm 25 á, cây màu trắng thì cứng tầm 25 á. Còn cây màu xanh thì dịu hơn tầm 20 nè. Nó dịu hơn em thấy rõ luôn á, nè. Còn cây màu trắng thì cứng này nè. Rồi, hai cây. Cán là cán mút cho nè, cán là cán mút cho em nha. Đó. Dàn khoen thì em có báo trên đầu clip nha, dàn khoen này sẽ bị tan nhiều hơn cái cặp hồi nãy. Thôi cặp này để cho anh em giá 200 thôi nha. Mã số 21 giá 200 ngàn thôi anh em. 21 giá 200 ngàn thôi. 21 giá 200 ngàn cho anh em thôi. Tiếp theo 22 anh em. 22 cặp lóng dài cho anh em nha. Cặp lóng dài nè. Cặp này có độ dài 2m7 này nè. 2m7. Đó. Cây này cây Sibara. Sibara DC. 2m7. Hồ. Đọc tiếng Anh thiệt. Bá đạo anh em. Còn cây này cây Phenol anh em. Phenol rớp nha. Đó. 2m7 luôn. Hai cây. Thì hai cái cây này á anh em thu gọn là tương đương nhau nha, tương đương nhau cho anh em. Đó, hai cây này thu gọn tương đương nhau cho anh em nha. Cán là cán mút anh em, cán là cán mút nha. Cán là cán mút, bát là bát dạng anh em, bát là bát dạng hết nha, hai cây bát dạng hết. Đó, bát là bát dạng hết cho anh em. Rồi, hai cái cây này. Cái đọt anh em. Hai cây này đọt khá là lớn nha, hai cây đọt khá là lớn nè. Rồi, em ra cần cho anh em. 2m7 cho anh em chú ý nha, 2m7 nha. Rồi, hai cái cây này, độ cứng anh em, cây màu đỏ nha anh em, cái cây màu đỏ trước nha. Rồi, khá là dịu. Hai cái độ dịu bằng nhau anh em, nó tầm khoảng 15 cho anh em nha. Nó tầm khoảng 15. Cái này anh em đi câu lăn xê cũng ngon nè. Đó, em đi câu lăn xê anh em quăng mồi khoảng chừng xa xa là khá là ok đó anh em. Cái này anh em tải chì tải mồi tầm khoảng 50 g, 60 g là ok nha anh em. Nói cho anh em quýnh bơm á, cho anh em là quýnh bơm nha anh em. Đó, anh em quýnh bơm, anh em quýnh lăn xê mà lăn xê sáu lử rồi đó nè, lăn xê sáu lử cũng ngon. Rồi, dàn khoen nó rất là đẹp nha anh em, dàn khoen cặp này đẹp nè,
hai cây này thu gọn bằng nhau luôn em, nó rơi vào khoảng một mét anh em ơi, nó rơi khoảng một mét nha, thu gọn lên tầm khoảng một mét nha, đó thu gọn lên khoảng một mét. Rồi cặp này mã số là mã số 22. Cái cặp này em sẽ bán cho anh em giá 280.000. 280.000 nha, mã số 22. Giá 280 nha. 280 nha. Tiếp theo mã 23 nè. 23 hai cây này là hai cây cây siêu nhân gao anh em. Cây này 1 2 3 4 4 anh em siêu nhân nha. Đó. Chúng làm cái cần không hiểu nổi luôn anh em. Nè, siêu nhân đỏ, siêu nhân xanh dương, siêu nhân hồng và siêu nhân xanh lá. 3 mét anh em, cây siêu nhân này 3 mét nha. Nó còn cây này là 2m7. Rồi một cây 3 mét thì một cây 2m7 anh em. Hai cây này dàn khoen còn đẹp nha. Anh em nhìn nè. Dàn khoen còn khá là đẹp cho anh em đó. Hai cây này. Rồi, ok, phía trong thì đá sứ, rất là ngon. Độ cứng anh em. Để em ra cần cho anh em coi thử nha. Một cây 3 mét và cây 2m7 anh em chú ý nha. Em chú ý kỹ, một cây 3 mét và một cây 2m7 anh em. Rồi, cái độ cứng. Cái độ cứng cây cần 3 mét trước nha anh em. Trời ơi, nó dịu queo luôn em ơi. Cái cây này độ cứng khoảng 10 thôi á. Không tới 10 luôn anh em ơi. Không tới 10 luôn nha. Độ cứng không tới 10 luôn. Cái cây này không biết câu cái gì luôn. Độ cứng không tới 10 luôn, rất là dịu. Cái cây này độ cứng 10 nè, cái cây 2m7 độ cứng 10 nè anh em. Còn cái cây kia độ cứng không biết bao nhiêu mà nó dịu. Chắc khoảng dưới 10 luôn anh em ơi. Không biết câu cái gì luôn. Nó dịu queo luôn anh em. Sao nó dịu dữ vậy không biết. Đây anh em nhìn nè. Nó dịu queo luôn anh em. Đây anh em nhìn em bẻ cái cần nè. Em thấy rõ không? Nó dịu cực kỳ dịu luôn anh em. Nói chung là cây 3 mét này dịu lắm nha, nó không tới 10 luôn anh em. Nó rất là dịu luôn. Đó. Rồi, không biết câu gì luôn. Rất là dịu. Cái cây này độ cứng tương đương 10 nè, cái cây 2m7 nè. Nói chung là hai cây này dịu cho anh em đi về anh em. Cái này chắc cả câu tôm rồi thôi anh em. Câu tôm rồi thôi. Em chỉ biết cả câu tôm thôi. Em chỉ liên tưởng tới một mình câu tôm thôi. Đó, còn anh em câu được cái gì thì anh em lấy nha. Rồi, cặp này thu gọn lên cho anh em. Nó khoảng 75 xăng cho anh em nha. Khoảng 75 xăng. Rồi, cặp này bán cho anh em giá 270.000 nha anh em. 270.000 nè. Rồi, tổng cộng là 23 mã số. Đó, cái mã cuối cùng là mã 23, 270 nè. Rồi, tổng cộng là 23 mã số. Thì anh em nào mà chốt mã số nào, anh em vui lòng liên hệ là 0779-64-30. Hôm nay là kỳ video là kỳ 298 nha. Rồi, kết thúc clip luôn anh em ơi. Em chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau anh em ơi. Bye bye anh em nha.